Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới ngày 25 tháng 7. Thưa quý vị, sáng nay, tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc tang. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày mai 26 tháng 7. Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 7, Lào để tang cấp quốc gia tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ở Lào, bao gồm cả Đại sứ quán Lào và các cơ quan đại diện ngoại giao Lào ở nước ngoài, treo cờ rủ và dừng các hoạt động vui chơi ở mọi hình thức. Trước đó, được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và nhân dân Lào đã gửi các điện thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, tại phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Chủ bị Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 2026 diễn ra từ ngày 22 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8 tại Geneva, Thụy Sĩ, Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán về chống phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân, đồng thời đề xuất nhiều biện pháp nhằm tăng cường thực thi hiệp ước và đảm bảo an ninh cho các nước không có vũ khí hạt nhân. Phiên họp được tổ chức nhằm xem xét các nguyên tắc và cách thức nhằm thúc đẩy việc thực thi đầy đủ cũng như tính phổ quát của NPT và đưa ra các khuyến nghị cho hội nghị kiểm điểm NPT dự kiến được tổ chức vào năm 2026 tại New York, Mỹ. Tham dự cuộc họp có các đoàn là đại diện các nước thành viên của NPT và các tổ chức quốc tế. Đại diện đoàn Việt Nam tham dự và phát biểu tại cuộc họp, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Cung Đức Hân khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là ủng hộ chống phổ biến, tiến tới giải trừ toàn diện và triệt để vũ khí hạt nhân. Việt Nam đề cao vai trò then chốt của NPT trong nỗ lực giải trừ và chống phổ biến vũ khí hạt nhân, đảm bảo quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Bên cạnh đề xuất các biện pháp thúc đẩy thực thi hiệu quả NPT, Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của điều ước quốc tế có liên quan về không phổ biến, giải trừ vũ khí hạt nhân, kêu gọi các nước tham gia và phê chuẩn hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân và cùng thúc đẩy hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện sớm có hiệu lực. Tối qua 24 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu trước toàn quốc từ phòng bầu dục về quyết định lịch sử không tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai. Bài phát biểu đánh dấu lần xuất hiện chính thức đầu tiên trước công chúng của ông Biden kể từ khi tuyên bố sẽ không tái tranh cử vào hôm 21 tháng 7. Tổng thống Mỹ cũng lặp lại thông báo ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris, nói rằng bà là người kinh nghiệm, cứng rắn, có năng lực và sẵn sàng thay thế ông trên đường đua tranh cử. Bên cạnh đó, ông Biden cũng nêu rằng nước Mỹ cần thêm những tiếng nói từ người trẻ. Tôi tin rằng thành tích của tôi trên cương vị Tổng thống, khả năng lãnh đạo của tôi trên thế giới, tầm nhìn của tôi về tương lai nước Mỹ, tất cả đều xứng đáng có được nhiệm kỳ thứ hai. Tuy nhiên, không có gì có thể cản trở nền dân chủ của chúng ta, bao gồm cả tham vọng cá nhân. Vì vậy, tôi đã quyết định cách tốt nhất trong trường hợp này là truyền ngọn đuốc cho thế hệ mới. Đó là cách tốt nhất để đoàn kết đất nước chúng ta. Trong bài phát biểu từ phòng bầu dục, Tổng thống Biden cũng vạch ra những ưu tiên trong những tháng còn lại của nhiệm kỳ, bao gồm giảm chi phí, phát triển nền kinh tế, bảo vệ các quyền tự do cá nhân và quyền công dân, đồng thời lên án những hành động bạo lực. Giới chức Nhà Trắng trước đó phủ nhận việc Tổng thống Biden rút lui là do những vấn đề về sức khỏe. Anh và Đức đã ký tuyên bố phòng thủ chung, cam kết hợp tác chặt chẽ hơn nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp quốc phòng, củng cố an ninh châu Âu và hỗ trợ Ukraine. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ mới ở Anh nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng với các đồng minh châu Âu. Hai nước cũng sẽ hợp tác để giải quyết các thách thức an ninh mạng. Tuyên bố trên được tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey và người đồng cấp Đức Boris Pistorius ký tại thủ đô Berlin của Đức trước khi diễn ra cuộc gặp tại cuộc họp báo chung tối cùng ngày. Tân Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh ông muốn Anh tăng cường hợp tác với các đồng minh châu Âu về quốc phòng và an ninh để hỗ trợ Ukraine tốt hơn, một thông điệp mà ông tái khẳng định tại cuộc họp thượng đỉnh của Cộng đồng châu Âu vào tuần trước. Ông Starmer cũng đã đề xuất ý tưởng về một hiệp ước an ninh Anh-EU, bao gồm một loạt lĩnh vực như năng lượng, chuỗi cung ứng, đại dịch và di cư. Ngày hôm qua 24 tháng 7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang ở thăm Mỹ đã có bài phát biểu trước các nhà lập pháp Mỹ, trong đó phác thảo ra một kế hoạch nhằm phi quân sự hóa và phi cực đoan hóa giải Gaza hậu xung đột, cũng như khả năng về một liên minh quân sự trong tương lai giữa Israel và các đồng minh Ả Rập của Mỹ.
Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, Thủ tướng Netanyahu khẳng định việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ quân sự Israel sẽ giúp nhanh chóng chấm dứt xung đột tại Gaza và ngăn chặn xung đột lan rộng tại Trung Đông. Ông Netanyahu cũng cho biết Israel đang nỗ lực để giải cứu các con tin bị lực lượng Hamas giam giữ và nhấn mạnh tới tầm nhìn về một Gaza phi quân sự hóa và phi cực đoan hóa. Theo đó, Israel sẽ không chấp nhận Hamas quay trở lại nắm quyền hay vai trò của chính quyền Palestine tại Gaza hậu xung đột. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Israel cũng đề cập tới khả năng thành lập một liên minh an ninh tại Trung Đông giữa nước này với các quốc gia Ả Rập láng giềng. Phản ứng trước những tuyên bố của ông Netanyahu, lực lượng Hamas cho rằng bài phát biểu trên cho thấy nhà lãnh đạo Israel không muốn tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tái khẳng định lập trường rằng chỉ có một giải pháp nhằm đạt được an ninh và sự ổn định cho xung đột Israel-Palestine, đó là thành lập một nhà nước Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô. Theo kế hoạch, Thủ tướng Netanyahu sẽ có cuộc hội đàm riêng rẽ với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris trong ngày 25 tháng 7. Bão Gemi được dự báo là cơn bão mạnh nhất trong 8 năm qua đã đổ bộ vào bờ biển phía đông đảo Đài Loan, Trung Quốc vào tối muộn 24 tháng 7 theo giờ địa phương. Trung tâm Quản lý Thảm họa địa phương cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương do ảnh hưởng của bão. Dự báo bão Gemi có thể mang theo lượng mưa lên tới 1.800mm tại một số huyện miền núi ở miền Trung và Nam. Hiện nhà chức trách đã sơ tán hơn 8.000 người khỏi vùng núi, nơi có nguy cơ cao xảy ra lở đất do các trận mưa xối xả, đồng thời huy động 29.000 binh sĩ sẵn sàng ứng phó với thảm họa. Theo giới chức địa phương, thị trường tài chính sẽ đóng cửa trong cả ngày hôm nay, trong khi các cơ quan và trường học cũng sẽ ngừng hoạt động. Hầu hết các chuyến bay nội địa và hàng trăm chuyến bay quốc tế đã bị hoãn hoặc hủy. Dự báo sau khi vượt qua eo biển Đài Loan, bão Gemi có thể tràn vào tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc vào cuối giờ chiều nay. Lực lượng an ninh Pháp sẽ phong tỏa khắp trung tâm thủ đô Paris, trên mặt nước, trên các mái nhà và sử dụng các camera tăng cường trí tuệ nhân tạo AI trong lễ khai mạc Olympic Paris 2024 vào ngày 26 tháng 7 tới nhằm ngăn chặn các sự cố có thể phá hỏng sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Khoảng 45.000 cảnh sát và nhân viên bán quân sự sẽ làm nhiệm vụ cùng với 10.000 binh lính và 20.000 nhân viên an ninh tư nhân. Tổng diện tích cần đảm bảo an ninh là hơn 6 km dọc theo sông Sen và sẽ chứa khoảng 300.000 khán giả có vé, cũng như hàng trăm nghìn cư dân và khách du lịch khác cùng theo dõi từ các tòa nhà hai bên bờ sông. Một vùng cấm bay rộng 150 km xung quanh Paris sẽ được thực thi một giờ trước khi buổi lễ bắt đầu lúc 19h30 phút theo giờ địa phương, tức 0h30 phút ngày 27 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Thưa quý vị, không thể phủ nhận tác dụng của những chiếc điện thoại di động trong việc truy cập thông tin mọi lúc mọi nơi, hỗ trợ cho các hoạt động của con người, trong đó có cả việc học tập. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng việc sử dụng điện thoại di động trong lớp học làm ảnh hưởng đến khả năng tập trung và tham gia của học sinh, dẫn đến điểm số thấp hơn. Một số nước châu Âu như Pháp, Italia, Anh và Hà Lan đã cấm sử dụng điện thoại di động trong lớp học. Việc ban hành một lệnh cấm tương tự đang là chủ đề nóng tại Đức những năm gần đây, làm dấy lên những cuộc tranh luận trong cả giáo viên, phụ huynh và học sinh. Đây cũng là nội dung cuối cùng trong bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Một cuộc cách mạng văn hóa nhỏ đã diễn ra tại ngôi trường nhỏ này, tại thị trấn Nordorf, bang Schleswig-Holstein, miền Bắc nước Đức. Đây là nơi thí điểm cấm sử dụng điện thoại thông minh trong lớp học và cả giờ giải lao. Học sinh và giáo viên của trường phải để điện thoại ở nhà 2 ngày mỗi tuần. Điều này đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Nhiều giáo viên trẻ và cả trung niên đã phản đối lệnh cấm. Họ cho rằng không ai có thể ra lệnh cho họ khi nào được phép xem điện thoại di động, khi nào không. Đặc biệt ở những vùng nông thôn như nơi này, phụ huynh phải có cách để biết khi nào con mình đến trường hoặc về nhà. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ thật sai lầm khi cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại thông minh. Cháu nghĩ việc cấm sử dụng điện thoại di động là điều tốt vì ngay trong giờ ra chơi, cháu cũng thường chỉ xem điện thoại. Cháu thấy các bạn hay sử dụng điện thoại sẽ có điểm số bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhờ có lệnh cấm, học sinh của trường đã có khoảng thời gian chơi các trò chơi thể thao và giao lưu xã hội nhiều hơn trong giờ giải lao. Điều này thúc đẩy sự tập trung và khả năng học tập, đặc biệt ở những học sinh có thành tích yếu. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc cấm điện thoại di động dường như đi ngược lại với xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục.
Gần đây, bang Schleswig-Holstein đã lên kế hoạch thúc đẩy kỹ năng kỹ thuật số ở học sinh với 6 giờ học mỗi tuần. Thế nhưng, hiện chỉ có 60 máy tính bảng được cung cấp trên tổng số 1.000 học sinh. Chúng em rất mong được học nhiều hơn qua công nghệ và kỹ thuật số. Tuy nhiên, nhiều học sinh không được trang bị máy tính sách tay hay iPad từ phụ huynh. Điều đó có nghĩa điện thoại thông minh chính là lựa chọn nhanh nhất và dễ dàng nhất trong lớp. Để dung hòa điều này, đã có một số cách tiếp cận sáng tạo. Cháu từng học tại một trường ở Neumünster trước khi chuyển đến đây. Ở đó có một lớp học gọi là công nghệ thông tin và môn học về Minecraft. Thực sự rất thú vị. Mỗi tuần một lần, trong 45 phút, học sinh sẽ được học và thiết kế mọi thứ trong trò chơi Minecraft. Sau đó, giáo viên sẽ chấm điểm và học sinh có thể trau dồi khả năng sáng tạo của mình. Sau thời gian thí điểm, tất cả học sinh và giáo viên lại được tiếp tục mang theo điện thoại thông minh đến trường. Hiện một lệnh cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại thông minh trong trường học vẫn chưa được lên kế hoạch tại Nordorf cũng như trên toàn nước Đức. Tuy nhiên, quá trình thí điểm đã giúp một số giáo viên và học sinh thay đổi phần nào thói quen sử dụng điện thoại di động, không quá lạm dụng mà điều độ và hiệu quả hơn.